Xin chào mừng quý khán giả và các bạn cùng đến với hai kênh Mặt Trời Mới Channel và New Sun Channel. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái mảng đề tài, đó là cũng cái đề tài kích test, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào cái mảng phân tích nha các bạn. Tại sao mình phải đi vào những cái mảng phân tích như thế này? Xin chào mừng quý khán giả cùng đến với hai kênh Mặt Trời Mới Channel và New Sun Channel. Chúng ta sẽ đi vào cái mảng phân tích bình luận tiếp theo về cái vấn đề là cái test Việt Á. Rõ ràng là cái vụ án này nó đã được mở rộng ra trong cái thời gian là điều tra 6 tháng nay rồi. 6 tháng trời điều tra với 60 người, hơn 60 người bị bắt. Rất nhiều thứ trưởng, trong đó có hai vị cựu bộ trưởng. Một đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bây giờ là cựu ta có thể gọi là cựu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hà Nội. Hai là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và hai vị tướng của Học viện Quân y. Và khi người ta khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Long á, thì người ta nhận thấy được cái số tiền đó là 11 triệu đô la. 1 triệu đô la đó sẽ chia cho những ai? Đó là bên cơ quan công an, họ sẽ làm bên cơ quan công an điều tra của Bộ Công an, họ sẽ làm việc. Nhưng vấn đề ở đây ta thấy nó có liên quan ba cái vấn đề đối với Việt Á, ba cái bộ phận rất lớn của đất nước chúng ta. Một đó là Học viện Quân y, hai là Bộ Khoa học Công nghệ, và ba đó là Bộ Y tế. Viện Học viện Quân y á, thì đi thừa nhận những cái nghiên cứu của Học viện Quân y là đúng, chính xác và là những cái nghiên cứu giỏi. Còn Bộ Khoa học Công nghệ thì lại công nhận cái kết quả nghiên cứu đó và cho những cái kết quả đó là đạt được theo cái yêu cầu chỉ tiêu của WHO. Rồi họ đưa lên những cái tạp chí mà những cái tạp chí khoa học, mà họ mua một vài cái tạp chí của thế giới họ đưa lên và họ nói là được công nhận, các tạp chí khoa học nó công nhận có WHO. Rồi như vậy tôi hỏi các bạn, nếu mà những cái tạp chí khoa học đó mà công nhận thì điều đó là tuyệt đối cấm. Bởi vì sao? Bởi vì cái này á, đã là đề tài nghiên cứu khoa học mà thuộc về cái test, đó là một cái đề tài của quốc gia chứ không phải là đề tài cá nhân, mà có thể muốn công bố lên tạp chí nào cũng được. Đã đề tài khoa học quốc gia thì phải được quốc gia đồng ý. Cái Bộ Khoa học Công nghệ là cái gì mà có quyền đưa cái đó lên tạp chí khoa học? Rồi cùng nhau tung, cùng nhau hứng, ca ngợi là cái công trình nghiên cứu cái test Việt Á là thành công từ bắt đầu từ tháng 4 năm 2020. Ca ngợi thành công từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 2021 thì họ cho sản phẩm ra lò. Vậy muốn ra lò thì phải thông qua cái Bộ Y tế. Thế là Bộ Y tế mới đem ra ký những cái quyết định là sử dụng, rồi sử dụng sản phẩm, rồi thành phẩm đạt yêu cầu, đầy đủ các cái từ chuyên môn của họ, quy định họ đưa ra. Ở đây nó có một chiến lược, một sự sắp xếp bài bản, tung hứng với nhau để mà đạt được cái mục tiêu, cái chiến lược của họ. Và cũng lúc đó Bộ Khoa học Công nghệ họ mới có quan hệ với một số phóng viên của một tố số tờ báo lớn chính thống vào đó. Rồi những cái tờ báo đó
lại tung hê lên, lại ca ngợi trên các tờ báo, nào là sản phẩm kích tét Việt Á, là sản phẩm made in Việt Nam đầu tiên sản xuất ra được những cái kích tét sản phẩm nguyên là của người Việt Nam mình và đã được các tạp chí khoa học thế giới công nhận rồi, nào là một cái niềm tự hào của Việt Nam, ảnh hưởng của Việt Nam, các tờ báo là ca ngợi tận mây xanh luôn. Nhưng cái vấn đề đặt ra là ai đưa những cái tờ báo chính thống đó, những cái đơn vị truyền thông đó vào để ca ngợi cái kích tét này lên? Đây là những cái tờ báo ruột của Bộ Khoa học Công nghệ. Đã nói là báo chí là phải thuộc do Ban Tuyên giáo Trung ương quản lý. Như vậy là Ban Tuyên giáo Trung ương có đưa những cái tờ báo đó vào để ca ngợi khoa học kích tét này không? Các bạn nghĩ như thế nào? Nhưng riêng cá nhân tôi nghĩ là không. Ban Tuyên giáo Trung ương họ không có làm chuyện này. Mà vấn đề này là họ đã bị qua mặt và bị chơi sau lưng. Rồi sau khi những cái vụ mà những cái tờ báo truyền thông này tung hứng lên như vậy, đến bây giờ khi sự việc dở lỡ ra thì những tờ báo đó đâu rồi? Ngày nào tung hê nhau lên thì tờ báo đâu rồi? Chưa xong, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn đưa ra một cái đề nghị, đó là tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Tại sao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị? Bởi vì là cái công ty nó đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ là trụ sở ma thôi, không có hoạt động. Các bạn nghĩ như thế nào? Rõ ràng đây là một cái vấn đề họ tô vẽ nhau, tô vẽ rất là đẹp. Đầu tiên là từ học viện quân y, cái công trình đó là công trình khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ đưa cho công ty Việt Á kết hợp cùng với học viện quân y để mà nghiên cứu. Họ nghiên cứu một công trình khoa học, họ nghiên cứu gì có vài tháng cái họ đưa ra là thử nghiệm thành công tất cả các thứ. Như vậy thì nổi cái bộ phận ban đầu mua để mà thử nghiệm không đó, là cũng đã khó rồi. Ở đâu mà họ có sẵn, họ làm những cái bộ phận đó để họ thử nghiệm? Hay là họ làm giật đầu vá mà gá đầu tôm, họ lấy sẵn của anh bạn Trung Quốc về họ ráp vô rồi tự họ tô vẽ lên, tự họ cho là cái công trình khoa học đã thành nghiên cứu thử nghiệm. Thế xong rồi chuyển qua ông Bộ Khoa học Công nghệ, là cái thời đó là ông Chu Ngọc Anh làm. Thế là mấy ông là kêu mạng thông tin vào để mà coi như là nâng lên, ca ngợi lên, được tạp chí khoa học, được WHO công nhận. Đến hồi WHO họ nói họ không công nhận cái sản phẩm kích tét Việt Á này, thế là bắt đầu mấy cái tờ báo đó im luôn, không thấy ai nói, không thấy ai nhắc nhở, không thấy ai gì cả. Rồi họ làm một cái quy trình rất là đẹp, tháng 7. Nên là tháng 7 là bắt đầu cái thời kỳ khởi điểm nhấp nhá của cái đại dịch Thành phố Hồ Chí Minh, và nó bùng phát vào cuối tháng 7 đầu tháng 8. Thế là cái test Việt Á được tràn lan tung ra lên tất cả các thị trường, các tỉnh thành. Và với cái xét nghiệm đó thì người mà không có bị dương tính thì cho là dương tính, còn người bị dương tính thì lại xét nghiệm là không dương tính, bởi vì nó đâu có chính xác đâu. Như vậy thì sẽ rất là oan uổng cho nhiều người. Các bạn thử nghĩ coi cái tình trạng như thế nào. Cái vấn đề ở đây không phải là cái số tiền bị mất. Cái số tiền bị mất thì nó có thể kiếm lại được. Chúng ta cũng nhiều vụ án như mất nhiều tiền các bạn. Nhưng mà cái này là cái sức khỏe của người dân mà xét nghiệm kích tét này. Cái người không có bệnh mà nó không đảm bảo chính xác, người ta không có dương tính mà nó xét nghiệm có dương tính, rồi người có dương tính nó lại trở thành là không có dương tính. Như thì các bạn biết là cái hậu quả của nó nguy hiểm tới cỡ nào? Nguy hiểm cỡ nào? Rồi phải xét nghiệm thì mới có được giấy đi đường. Từ ngoài tỉnh mà muốn vào thành phố làm việc phải có xét nghiệm dương tính, không dương tính thì mới được vào, mình mới được cấp giấy đi đường đi làm. Quá sức của người dân, thật rất là đau lòng, vô cùng đau lòng. Như vậy ở đây các bạn thấy là cái quy trình làm này của họ nó là tô vẽ, và cái quy trình của họ đi từ lúc mà
thử nghiệm công trình khoa học lấy của ngân sách nhà nước 19 tỷ mấy, gần 20 tỷ đồng. Nhà nước mình cũng rất là, bởi vì tình hình dịch bệnh nên sẵn sàng chi tiền cho họ để mà nghiên cứu. Thật sự mười mấy 20 tỷ chẳng ăn thua gì đối với họ đâu, nhưng mà họ lấy để có chứng tỏ là họ có công cứu, có nhận tiền nhà nước để mà nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Chứ ở các nước châu Âu, xin thưa các bạn, xin được $1 triệu để mà phục vụ nghiên cứu khoa học vô cùng khó, phải chứng minh ghê gớm lắm. Chứ không phải tự nhiên cái người ta móc, quốc hội người ta móc $1 triệu ra người ta đưa đâu, người ta duyệt đâu. Còn ở Việt Nam mình tất cả gì phục vụ vấn đề chữa bệnh để mà phòng chống bệnh, cho nên sẵn sàng đưa ra. Đối với một đất nước nghèo mà sẵn sàng đưa ra 19 tỷ để cho nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất họ chả làm gì cả, mà tiền nó chỉ bỏ vô túi chia nhau thôi. Mà 90 tỷ tiền ngân sách đó là tiền của nhân dân đấy. Họ làm một cái bài, một cái test, một cái bài, một cái quy trình, một cái bong bóng rất là đẹp. Thấy quá đau khổ không? Quy trình đi đau khổ. Như vậy bây giờ cái đường đi đó là từ từ là bao nhiêu giám đốc của các CDC họ đều bị lần lượt và đều bị khởi tố, bị bắt hết, tới nay đã hơn 60 người. Và cuối cùng đến thời điểm hiện nay, hai ông cao nhất của cái thời điểm hiện nay, đó là một ông là chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội và một ông là Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy thì là cái vấn đề này, cái vụ án này đã hoàn thành chưa? Đã xong chưa? Xin thưa với các bạn, theo quan điểm của tôi là chưa xong. Ở đây nhà nước chúng ta chỉ mới hoàn thành ở cái giai đoạn đầu của cái vụ án kinh tế Việt Á. Trong 6 tháng trời theo dõi, điều tra, xét hỏi hơn 60 người và hai vị quan chức cao cấp nhất, đó là những cái vị nhân sự cấp chiến lược của đảng ta. Ở đây nó thể hiện một cái sự suy thoái đạo đức. Họ không cần quan tâm tới đạo đức nữa, vấn đề là họ phải trục lợi và họ giải quyết như thế nào để nó có cái lợi. Một số bạn lại nói tôi rằng ngày hôm qua tôi có làm bài thì các bạn nói là 20%, còn 80% là ai đứng tên, mà hiện nay các cơ quan chức năng nhà nước chưa công bố. Chưa công bố nó cũng có nhiều lý do. Khi nào đầy đủ, tới ngày tới giờ đúng thời điểm thì cơ quan chức năng sẽ công bố, các bạn không lo. Nhưng mà khi tôi hỏi thì các bạn lại nói rằng là những người giàu nhất có đủ số tiền đó thì chỉ có tỷ phú. Mà tỷ phú mà giàu nhất Việt Nam hiện nay đó là bác Phạm Nhật Vượng. Thì có một số khán giả là nghĩ vậy, mà không phải riêng khán giả kênh tôi, mà hình như thấy các kênh mạng xã hội khác, ai cũng nghĩ là người đứng 80% ở đó là ông Phạm Nhật Vượng. Bởi vì ông ta cũng có công ty VinBecare, và ông ta cũng thành lập một cái công ty để mà chế tạo cái vaccine Việt Nam. Trong đó Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á là chiếm cổ phần là 30% cổ phần, sau này ông ta rút khỏi. Thì trên cơ sở đó là các bạn là có cái sự là nghi ngờ là có khả năng đó. Các bạn nghi ngờ đó là mình có quyền thôi, chứ các bạn đâu có khẳng định đâu, chỉ có nghi ngờ thôi mà. Khi một ngày nào đó mà nhà nước chưa công bố chính thức cái người nào đứng 80% đó, cái tổ chức nào, cái nhóm nào, thì cái chuyện trong xã hội người dân họ nghi ngờ, họ có quyền đặt ra câu hỏi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, và cái vấn đề để mà cho người dân họ chắc chắn họ yên lòng, thì cái trách nhiệm trả lời câu hỏi đó là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành nhà nước phải trả lời. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, ngày sau khi tôi ngày qua tôi nhìn các bạn như nào, thì các bạn, tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà ông Phạm Nhật Vượng mà đứng 80% cổ phần đó không cao, rất thấp, mà chưa chắc đã là ông ta. Có nhiều bạn thì nói là có tiền thì cũng khiến cối đá xây nó cũng được, nhưng mà không phải các bạn. Tôi đồng ý,
có những tư bản lớn họ sẽ kết nối, họ sẽ lũng đoạn. Nhưng người mà có thể sai khiến được cả một cái ông bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời có thể sai khiến được cả mấy ông học viện quân y, thì không thể là ông Phạm Nhật Vượng được. Cái khả năng của ông rất là ít, không đáng kể. Phải là một con người có quyền lực thực sự, hoặc là một nhóm quyền lực thì mới được nha các bạn. Một nhóm quyền lực thì mới được, hoặc là một người nào đó quyền lực. Cho nên tôi mới nói với các bạn là nhà nước chúng ta chỉ mới điều tra xong khi bắt ông Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, nó chỉ là mới hoàn thành của cái giai đoạn đầu thôi, còn giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thì khi nào nó mới xong? Sẽ coi ông Chu Ngọc Anh và ông Thanh Long khai ra những gì. Các bạn nghĩ ông khai không? Đã vào tới đó rồi còn không khai, giữ làm gì? Giữ được gì? Cũng có khả năng giữ lắm. Có khả năng là ông im lặng không khai, bởi vì vợ con này ông còn ở ngoài. Trên cái vấn đề còn lại đó là do cơ quan điều tra phải có những cái kỹ thuật như thế nào để khai thác được từ họ. Nhưng mà tôi nhớ có một điều, khi mà nói về cái vụ án Việt Á và mấy vụ án khác, thì bác Tổng Nguyễn Phú Trọng có nói rằng là trong quá trình nói thì bác có nói câu là làm sao mà chạy cho thoát. Làm sao mà chạy cho thoát, có nghĩa là đã có quyết sách, đã có chiến lược rồi. Và khi bắt ông, hai ông này cũng là một cách để cho những người kia họ phải biết. Nhưng mà nói gì nói về mặt cơ quan pháp lý nhà nước, các bạn muốn bắt ai, đặc biệt là các bạn bắt những cái người mà nó có cái quan chức, có cái chức vụ cao cấp, thì bạn phải có bằng chứng, phải cụ thể đàng hoàng, chứ không thì nó mệt. Bởi vì đây nó thuộc về uy tín nữa, uy tín đất nước, uy tín cá nhân đó. Mà cá nhân nó đại diện cho một tổ chức, một cái gì đó, thì là uy tín của tổ chức đó. Nên rất là cẩn trọng, mọi việc nó đều là khó khăn. Bước đầu thì chúng ta thấy có thể giải quyết được một số, gỡ ra được một số đầu mối, một số khó khăn, là người dân của chúng ta cũng rất là yên tâm trong vấn đề này, tin tưởng là nhà nước sẽ làm tới nơi tới chốn. Nhưng mà cũng khó, càng đi sâu vào, càng giai đoạn cuối, thì thật sự đấu tranh với những kẻ mà trục lợi trên cái sự đau khổ của nhân dân, họ xem cái lợi ích cá nhân của họ hơn cái lợi ích quốc gia, thật sự không hề đơn giản. Bởi vì những người này họ đã bán linh hồn của họ rồi, họ không còn dân tộc quốc gia gì cả, tất cả chỉ là lợi ích và trục lợi của họ thôi. Nhưng đối diện với những kẻ mà khi họ không còn lương tâm, thật sự không hề đơn giản cho cái lực lượng an ninh của chúng ta khi mà đấu tranh với những kẻ đó, phải rất là căng thẳng. Khi tôi nói cái bài này, tôi mong các bạn là với một cái sự hỗ trợ của nhân dân, chúng ta phải cố gắng hỗ trợ bằng cách nào tùy của mỗi người, để mà phòng chống cho được, lôi cho được những người này ra trước ánh sáng. Chúng ta phải giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề. Thật sự nó không hề đơn giản đâu nha các bạn, rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Trong khi đó là những ai bây giờ muốn như vậy thì bác Trọng, bác còn có thể, bác có thể là bộ chính trị, có thể là ban bí thư, có thể là ban tuyên giáo, vân vân. Nhưng để chống lại những cái này, tất nhiên là những cái người đó họ điều khiển được những cái bộ như vậy, thì các bạn phải hiểu là họ có một cái quyền lực, mức liều rất lớn mới có thể điều khiển được như vậy. Có thể là một cá nhân, có thể là một nhóm nha các bạn. Như vậy thì bây giờ chỉ có sức mạnh của nhân dân
mới là cái sức mạnh lớn nhất. Như vậy trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng này phải có tai mắt của nhân dân. Tai mắt nhân dân không chưa đủ mà ban tuyên giáo trung ương với một cái bài học đã bị Bộ Khoa học Công nghệ chơi sau lưng mình như vậy. Thì theo tôi, quan điểm cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của một vị giáo sư tiến sĩ giảng dạy tại Học viện Chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đó có nói là để phòng chống tham nhũng này triệt để thì phải có sự tham gia của nhân dân và hệ thống báo chí. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý thống nhất. Bởi vì ban tuyên giáo trung ương phải mở rộng cho báo chí truyền thông họ tham gia vào cái công việc phòng chống tham nhũng này. Cái sự tham gia của báo chí sẽ là một cánh tay rất là đắc lực cho nhà nước trong cái công việc phòng chống tham nhũng. Các bạn nhớ, đối với hệ thống báo chí á, nó có những anh bạn phóng viên mà làm về nhà báo mà phóng viên điều tra họ rất giỏi, bởi vì có những cái nơi, những cái góc khuất mà nhiều khi cái hệ thống an ninh công an không vào được, mà cái hệ thống báo chí điều tra, đặc biệt là những cái phóng viên điều tra, họ sẽ vào được những cái nơi đó. Những cái nơi đó nó vô cùng nguy hiểm, vô cùng gian khổ, nhưng đó là những cái con người dũng cảm họ vào. Và trong quá khứ cũng đã từng có những cái vụ án mà bên các bộ phận công an và an ninh đã phá được những vụ án đó nhờ những cái tin tức, những cái sự giúp đỡ của các cái phóng viên điều tra. Rất nhiều vụ án lớn. Cho nên cái sự tham gia của hệ thống báo chí truyền thông vào thì nó mang một cái tính chất là sâu và rộng. Rộng đây là nó bao quát có cái sự giúp đỡ, sự dòm ngó, sự tai mắt của nhân dân. Có sự cánh tay nối dài, đắc lực của các cái hệ thống báo chí. Đương nhiên là các bạn sẽ nói tôi là có nhiều báo chí bẩn, chuyện đó là không, tôi đã nói các bạn rất nhiều. Trong cái quá trình mà đi lên đó, thì đương nhiên là cũng phải, trong bất kỳ một tổ chức nào nó cũng phải có người tốt, có người xấu cả. Chuyện đó chúng ta không loại trừ. Nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là các bạn phải lưu ý là cái việc mà hệ thống báo chí vào cuộc nó rất là quan trọng nha các bạn. Nó hỗ trợ rất nhiều cho cơ quan nhà nước. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có tổng cộng trên 48 tờ báo lớn. Đó là những cái tờ báo chính thống. Tôi chưa nói các tạp chí, truyền thông, các trang tin điện tử là tôi không nói. Ở đây tôi chỉ nói là các tờ báo chính thống. Là ở Việt Nam mình trên 48 tờ báo. Có cả báo đảng, có cả tạp chí cộng sản, có cả báo công an, có cả báo quân đội. Chúng ta phải tận dụng triệt để các hệ thống báo chí đó vào cái công cuộc phòng chống tham nhũng. Khi mà ban tuyên giáo mở rộng cho hệ thống báo chí tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng này, thì các bạn thấy không? Tai mắt của nhân dân và hệ thống báo chí tham gia, nó giống như là hai cái gọng kềm để mà siết chặt lại những cái tham nhũng lũng đoạn. Cho nên trước khi mà họ tham nhũng thì họ phải nghĩ họ sẽ đối diện với những gì. Những người khác trong hệ thống thì có bởi vì nằm dưới quyền lực của họ, bị quyền lực chèn ép, thì họ dù không muốn họ cũng phi phạm. Còn như một khi cái hệ thống mà phòng chống tham nhũng này, một khi cái hệ thống này mà nó đã rộng khắp rồi, thì các bạn biết rồi, tai mắt của nhân dân là khắp mọi nơi, khắp mọi ngõ ngách, chỗ nào cũng có tai mắt của nhân dân. Còn hệ thống báo chí, họ có mặt mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì phải song song cùng một lúc, vừa là nhân dân, vừa là báo chí, sẽ là những cánh tay đắc lực cho đảng và nhà nước. Mà trong nhân dân đây còn có những cán bộ, công nhân viên chức về hưu, có những đảng viên chân chính họ về hưu. Họ sẽ cùng nhân dân tham gia các cuộc phòng chống tham nhũng. Đó là những nhân tố tích cực nhất để cho chúng ta xây dựng một cái đất nước chống giặc nội xâm. Tuy là chúng ta đang ở thời bình các bạn, chúng ta phải vừa đấu tranh chống nội xâm ở bên trong, rồi chúng ta lúc nào cũng phải lo chuẩn bị để mà chống đối ngoại xâm. Tại vì bên ngoài Biển Đông kia lúc nào cũng lâm le.
để một nền kinh tế nó có thể phát triển ổn định và cái niềm tin nhân dân vào nhà nước và đường lối của đảng một cách tuyệt đối, thì cái điều quan trọng và tiên quyết nhất là phải chống tham nhũng một cách triệt để. Mà trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh, các cơ quan ban ngành, một số tổ chức họ đã hình thành một cách tham nhũng trên những cái sự đau khổ tình hình dịch bệnh của nhân dân, đó là tội ác mà pháp luật đã bổ sung trong cái tội luật, trong cái bộ luật hình sự. Những ai mà lợi dụng tình hình dịch bệnh đưa ra những lời tuyên truyền sai hoặc là những cái mà có thể gọi là chống đối lại cái tình hình dịch bệnh gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Luật đó đã được bổ sung ngay cái lúc mà tình hình dịch bệnh. Cho nên cái hệ thống pháp luật của chúng ta phải rất là chặt chẽ. Và cái đường lối hiện nay thì nhà nước đã mở rộng rất nhiều. Tôi biết đang điều tra, đang mở rộng rất là nhiều. Nhưng mà nhân dân đang ngày đêm trông ngóng, chờ mong cái việc này đã được đưa ra ánh sáng một cách công khai, minh bạch, đầy đủ, cụ thể, chi tiết, xử lý đúng người đúng tội, không có dùng cấm, không có dùng né, không có dùng chấm. Như vậy thì chỉ có cơ quan an ninh không, cơ quan công an không, mà cái lực lượng tham nhũng hiện nay nó đã rất là lớn. Nó không chỉ một vài cá nhân, một vài tổ chức, mà nó đã cấu kết, nó đã bành trướng thành những cái dây, những cái chuỗi trên khắp tỉnh thành cả nước, len sâu vào, len lõi vào sâu trong các ngóc ngách của cơ quan nhà nước. Điều đó nó gây rất khó cho lực lượng chuyên ngành, cho công cuộc phòng chống đấu tranh. Nên cái sự tham gia mở rộng của nhân dân, và trước mắt là cái sự tham gia vào của báo chí, các hệ thống báo chí, mà đặc biệt là ban tuyên giáo trung ương, phải mở rộng cho hệ thống báo chí tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng này, thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái lực lượng chuyên trách. Và đó chính là những tay mắt để chúng ta có thể là coi như là phải giải quyết ngay từ đầu, không có để cho cái phòng chống tham nhũng, trong những cái lực lượng tham nhũng nó lớn rộng ra, là ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân, đến sức khỏe của nhân dân, đến uy tín của nhà nước chúng ta trên trường thế giới. Các bạn ai cũng biết là lực lượng báo chí nó hiện nó rất là quan trọng và nó cực kỳ quan trọng luôn. Cho nên cái mảng báo chí là chúng ta không thể nào mà không tham gia được. Thì mới đây thì thành phố Hà Nội sau khi mà ông Chu Ngọc Anh bị bắt khởi tố thì đã coi như là kịp thời đề cử lên Hội đồng Nhân dân Hà Nội, thành phố Hà Nội đã đề cử lên một ông làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi mong rằng là cái ông này sẽ là một cái vị chủ tịch, nói chung là cũng có thể giúp đỡ cho thành phố Hà Nội đi lên. Đó là ông Lê Hồng Sơn, nguyên là thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Sau khi mà Hà Nội thiếu thì ông ta được bổ sung về làm phó, như là phó bí thư hay là gì đó của thành phố Hà Nội. Và bây giờ không có ông Chu Ngọc Anh thì ông ta đã được đề bạt lên cái chức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hy vọng là người dân thành phố Hà Nội sẽ có một vị chủ tịch có thể làm cho người dân Hà Nội là coi như họ được thoải mái và được hài lòng. Chứ vài năm qua là thành phố Hà Nội, những người đứng đầu thành phố Hà Nội rất buồn. Hai ông liên tiếp đều vi phạm pháp luật một cách nặng nề và trầm trọng. Ông Nguyễn Đức Chung hôm nay tổng thời gian của ông vừa phải ở thời trong tù là 16 năm. Một con người đã đào tạo ra một con người rất là hài hòa, rất là tốt, nhưng khi ngồi ở có vị trí cao và nắm quyền lực thì những cái vật chất, những cái tiền bạc đã làm cho họ lu mờ, và cái giá phải trả là những năm tháng trong tù. Toàn là những cái con người mà các bạn thấy không, chúng ta hiện nay đang rất cần những người trí thức để mà phát triển đất nước. Nhưng mà những người đó họ không tận dụng cái năng lực của họ, mà họ chỉ tận dụng những cái tài năng của họ để tính toán vào những việc trục lợi, hại dân, hại nước. Điều này thật sự rất là đau lòng cho nhân dân chúng ta. Một đất nước đi lên, phát triển đang cần
có sự khẳng định mình trên cái vị trí có mặt ở trên thế giới. Thì trong một lúc cả dân đều đoàn kết đồng lòng đi lên thì có một bộ phận nào đó họ trục quyền trục lợi. Một số khán giả hỏi tôi chứ bao giờ nó mới chấm dứt được cái tình trạng này đây? Bao giờ mới giải quyết được vấn đề kém tham nhũng đây? Chừng nào đất nước chúng ta mới thoát khỏi đây? Xin thưa các bạn là không bao giờ chấm dứt được, không bao giờ hết hẳn được. Không phải đất nước chúng ta, tất cả các nước trên thế giới, những cái nước mà tiến bộ nhất như Mỹ và các nước châu Âu, thậm chí ở nước châu Á là Hàn Quốc hay Nhật Bản, họ cũng không thể nào giải quyết dứt điểm chuyện đó được. Chỉ có vấn đề là cái số đó nó xảy ra ở họ với con số rất là thấp và nằm trong cái khả năng họ có thể kiểm soát được và họ hạn chế được. Không có để mà nó tung tóe ra như ở Việt Nam chúng ta. Như vậy tại sao mà những cái nước như vậy vẫn còn? Mặc dù cái nền pháp luật của họ rất là chuẩn mực các bạn. Tôi xin thưa với các bạn là như thế này. Một khi trong xã hội mà nó còn có quyền lực thì chắc chắn sẽ còn có những cái tệ nạn tham nhũng và lũng đoạn như thế này xảy ra. Bởi vì nó tại sao lại có? Tại bởi vì chỉ có những người tham có quyền lực thì họ mới có khả năng làm những chuyện đó. Còn người không có quyền lực thì không còn. Nhưng mà đối với một cái xã hội như bây giờ thì bắt buộc là phải có quyền lực thôi. Phải có một cái xã hội văn minh là một xã hội phải có luật pháp, phải có nhà nước. Đó là một xã hội văn minh. Mà đã có nhà nước là gì? Nhà nước là quyền lực. Như vậy chỉ khi nào mà một cái xã hội không có quyền lực, tức là một cái xã hội không có nhà nước, thì chúng ta lại trở lại cái thời kỳ nguyên thủy. Đâu có thụt lùi được, bắt buộc phải đi lên. Còn nếu mà đi lên tới một xã hội không nhà nước nữa, đó là xã hội cộng sản cấp cao. Nhưng mà xã hội đó thì tôi không biết bao giờ nó mới tới. Nó còn rất xa. Để đạt được cái xã hội cộng sản cấp cao là mọi người là đều phải tư tưởng, đều phải là bắt đầu là tư tưởng họ ở một cái chiều rất phát triển rất là cao rồi. Nhưng mà đối với xã hội chúng ta tiến tới đó tôi không biết bao nhiêu lâu, mấy trăm ngàn năm nữa mới tới được. Đó là một cái học thuyết rất là tốt. Nhưng mà thực tế hiện nay để tiến lên tới cái xã hội đó thì phải có một cái xã hội có nhà nước. Mặc dù anh ở chế độ tư bản hay là xã hội chủ nghĩa gì không cần biết, nhưng nó phải có nhà nước để mà quản lý. Mà một khi có nhà nước để quản lý, tất nhiên là nó đã có quyền lực. Mà có quyền lực thì nó sẽ sinh ra. Cái quyền lực đó phải đi kèm theo với cái đời sống vật chất, phải đi kèm theo với cái đạo đức chuẩn mực, và phải có một cái hệ thống pháp luật để ràng buộc kiểm soát các quyền lực đó như thế nào. Chứ mà nếu quyền lực mà thả nổi thì xin thưa, nó sẽ xảy ra là gì? Độc đoán quyền lực và xảy ra những cái tình trạng tham nhũng như hiện nay. Như vậy vấn đề ở đây là sao? Nhà nước chúng ta phải nhân dân và báo chí vào để mà tham gia kiểm soát quyền lực của họ. Đồng thời phải có những cái cơ chế thật là chặt chẽ. Như vậy thì mới có khả năng được. Chứ còn chúng ta mới đánh tận gốc được. Chứ còn như bây giờ bắt nhiều vụ án ra, chúng ta chỉ giải quyết phần ngọn, chưa giải quyết được phần gốc. Cho nên là khi mà tôi nói cái bài này là tôi mong là ban tuyên giáo trung ương phải có cái như thế nào để mà đưa cái hệ thống báo chí vào làm gì. Hệ thống báo chí cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng. Bài nói chuyện tới đây xin phép được tạm dừng. Chào tạm biệt và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã ủng hộ kênh. Có gì các bạn có thể comment vào để chúng ta cùng trao đổi nhau. Các bạn lưu ý nhé. Chào tạm biệt và cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại sau.